Dù ở này nó cũng được này, cái này cũng được thế đó. Thì việc đo tiến ấy là mình sẽ để thẳng cái thanh rùa này, mình sẽ ốm gòn. Để gòn cái thanh rùa này, đúng chưa? Cầm này mình ốm ở cái điểm 1 hái này lên cho nó gòn đã. Rùa chỉ điểm 1 hái này thôi nhá. Đúng chưa? Khi nào là gòn, khi nào là mình tẻ nó ra nó không còn dính bột này đấy. Không còn bị tách ra nữa là nó gòn thôi. Đúng chưa? Thứ nhất là xác định cái này, ngoài cái vấn đề mình làm sạch cái bột hái bên mình dính, cái thứ hai là giảm thiểu cái vấn đề là các bàn rùa nó hay bị lèm vào khỏe. Tại vì còn rất là nhiều bàn á, đặt thế này nó cứ rùa chiều này rùa lên này, nó lực đè vào đây rất là nhiều. Đúng chưa? Nên là mình rùa phần này trước, điểm một hái trước. Thứ nhất xác định cái độ rộng của cái phần pháo móng. Đúng chưa? Vì chúng ta khi đắp bột ấy, hai bên này có khí thì bên này bè nhiều, bên này bè ít, có nhiều bàn nó có xác định đâu mà cứ để thẳng cái rùa xong là lát nữa mình rùa đấy gòn vào thì lát nữa là nó sẽ bị lệch đi, đúng không? Đấy, giờ chúng ta sẽ rùa bên này trước này, được chưa? Lật lại xem nó đắp bột mình có bị nghiêng bên nào hay không. Đấy thì tạm thời khoảng nghiêng thì chúng ta sẽ rùa đều hai bên, cố định tay khách, phần tay khách cố định rất là quan trọng này. Và một cái kỹ thuật nữa mình hướng dẫn các bạn, đừng có bao giờ rùa lên tay mình. Ai chắc nhiều bạn rùa lên tay mình đâu, đúng không? Rồi tại vì sao các bạn dùng tay mình, các bạn cừ vào, một là các bạn dùng tay mình các bạn cừ cái lực rùa, cái nữa hai là các bạn dùng cái khỏe mỏng của khách các bạn cừ cái lực rùa vào, hai cái nó đều xa hết nhá. Chúng ta rũa là chúng ta đưa cái lực ngáng này thì chúng ta chỉ cần đưa cái lực ngáng, đừng có đè lực xuống. Cái đó để làm gì, để sửa ngồi tập. Mình hướng dẫn cho các bạn đây là cái bút dài, các bạn dạy tay chồng, tay người yêu, tay vợ với tay đứa nào mình ghét đấy. Đấy, mình sẽ cố đè ở phần này. Các bạn tập rùa để khi nào ấy mà không phàm xuống mất cái bột màu đen phía dưới là các bạn rùa nó đúng. Đó là cách mình tập đấy. Số đen này phần khỏe này này. Đấy, có tay mình thì các bạn tự cảm nhận được mà, đúng không? Vào phải đã đau liền nên là các bạn biết được. Nên là thường thường các bạn rùa là các bạn thứ nhất, một là các bạn lấy tay mình các bạn cứ lại chảy máu đây, chảy máu đây. Tất nhiên nó sẽ vào thôi, nhưng mà chúng ta hạn chế đến ít nhất đến mức có thể. Và cái thứ hai nữa, có nhiều bạn thì không sờ lắm, đe hẳn cái tay khách, tay nào khách nó đau chứ, cái phần này da nó rất là mỏng mà. Đấy, nên là chúng ta chỉ cần đưa lực như này. Thí dụ bên này kéo phần da khách xuống nó mất đi rồi, đúng nhá. Và nó hở cái khoảng này thì mình rùa nó sẽ đe ngọn này, đe dưới này thôi. Đấy, chứ đừng có đưa ngọn này lên là các bạn cứ rùa đã hết này, đúng chưa? Rồi nó xuống, kéo này, bị cơ gồ á, kéo dài nó ra, kéo cái đường rùa thật dài thì nó sẽ từ đâu nó thẳng thôi, cần vị chả cần vị kéo gì nhiều. Không phải là các anh chị kéo nhiều thì ngắn như thế này, vì mỗi lần kéo ngắn thế này các anh chị chỉ kéo khoảng tầm 2 đến 3 mm thôi. Còn khi kéo dài các anh chị kéo được 10 đến 9 đến 10 cm thì một lần kéo dài bằng 2 đến 3 lần anh chị kéo một đường rùa ngắn. Thứ nhất nó sẽ ít tác động vào cái lực tay mình, ít gây ra hiện tượng bị mỏi tay rồi bị mệt, được chưa? Rồi nữa là khi để cái rùa thế nào cho nó đúng trục của ngón tay của khách, được chưa? Ngón tay của khách và cái trục rùa này và trục của mình luôn luôn trên một đường thẳng thì các bạn phải rùa cái phóng thẳng, được chưa? Thế về các bạn đến này rùa, đến này rùa là sai. Khi bên này thẳng thôi, được chưa? Thì mình rùa bên này, đè bên này sang, thụt cái ngón này xuống. Thì được, các bạn có như anh chị nó đè đấy này, đè đấy thì mình đè mất cái phần mình rùa rồi, thì đâu làm sao mình rùa được từ trong ra ngoài nữa, đúng không ạ? Đấy xong rồi, không cần phải rùa gì nhiều cả, được chưa? Rùa đau móng, đau móng thì mình cắt chặt khí rùa đau móng, vì cái rùa khí rùa ngáng mà thì nó sẽ lắc theo cái chiều ngáng, thì mình cơ mai bên đây là rùa tay khách nó không bị lắc, mình cứ bẻ cái rùa lên một chút này. Đây là để định hình xong phải form, nhờ cái công thức em đưa nhá, mọi người áp dụng theo cả công thức này xuống bao giờ nó xấu được cả nhá. Thế là định hình xong rồi thì nó ôm tròn, ôm tròn tức là ôm theo cái trục xế đó rồi nhá. Trái trái mừng cái tờ giấy này. Đây giờ chúng ta sẽ rùa từ cái điểm B1 này xuống này. B1 là mình xác định là nó nằm ở đấy thôi, đúng không? Mình xuống và rùa cái trục xế này. Điểm 4 là chúng ta rùa rồi, giờ chúng ta ôm này. 4, 3, 2, 1, 0, thả ra. Con ơi, đúng không? 4, 3, 2, 1, 0, thả ra. Chỉ cần hai đường là nó đã tướng được vào khoảng 80% form rồi, được chưa? Vì thế mà đường này cho mình mượt đi. Rồi mình kiểm tra xem nó đã tròn hẳn chưa. Đấy, chỗ này cáo một chút này, mình hạ nó xuống này. Xong rồi, nhá. Đấy. Cái chuột phổi bùi đâu đó ta. Rồi. Rồi, giờ rùa đường gầm. Đường dưới này này, đường này rất là quan trọng này. Đấy, ngày xưa là các cụ các mẹ bay rùa là rùa từ trong này thì rùa ra. Bây giờ chúng ta làm ngược lại, chúng ta rùa ngoài này rùa vào, nên nó sẽ được. Đấy. Đấy, em đua đấy thôi.
rất là nhiều bạn rùa bị mất khỏe đấy. Tại vì sao? Đặt lực đặt cái rùa nó bị sai. Các bạn thường thường các bạn đặt cái đặt sóng sóng này này. Đấy, thường thường đặt bột khí nào ở cái phần này nó cũng bị thòng thủng rất là nhiều. Thì các bạn đặt sóng sóng thế này này, khi mà rùa mất ở đấy thì trên này nó bị lèm thôi. Đúng không? Đặt cái rùa này. Thế nào? Quá đoàn áo, nghiêng nó ra. Bắt đầu điểm lực từ đấy xuống, ở đấy vào, cái rùa này. Được chưa? Khi nào nó được, khi nào nó vừa chạm một phần này. Xong. Cả các thủy rùa như nhiêu, rùa vừa đầy đúng, vừa chạm này đấy là chân ngoài rùa thế mà nó mất, được chưa? Bên này cũng vậy. Xong rồi, dạ. Đặt lại xem ok chưa? Đấy, thẳng thôi. Tròn chưa? Đứng đổi tròn thôi. Đấy, thì từ sáng khoảng khác. Dạ, đấy. Thì tướng từ phong vuông cũng vậy. Không cô phên thì mình sẽ nghiêng rùa vào một chút, không vuông thì mình để sóng sóng thôi, cả nhà mọi người hiểu không? Cái cách chùa nó như nhau.